Không đâu. Chẳng như đấy. Dính một trong sáu vàng này. Nhưng mà để đây nó đổi do ai? Do chị. Chị đấy. Chị ấy cẩn thận. Chả biết mình quay cái gì. Để quay những tư liệu. À, livestream. Tiếp gì ạ? Bố nhỏ không bố to. Bây giờ mình vào mình nghe chia sẻ của bác học khóa trước này, chữa về bản thân này. Mình nghe để mình vừa học xong tám cái tác các động rồi. Để mình nghe xem là bác ứng dụng như thế nào nhé. Mời bác. Rồi cả lớp quay đây. Chào các anh các chị lớp 23. Tôi thì vừa mới tốt nghiệp xong lớp 22. Cách đây được 2 tuần. Nên nói chung thì là đi dự học thì cũng nghĩ là chỉ có chữa cho người nhà bản thân, thì bây giờ tuổi lớn rồi tất cả các cơ quan thể nó cũng có những cái trục trặc, thế thì mình hy vọng là qua cái diễn trận mình sẽ có cái tác động là nó giữ gìn sức khỏe của mình. Thế thì nhân cái buổi học hôm nay các thầy đã hướng dẫn cho cái học cái tám cái tác động tám nguyên tắc tác động cơ bản của diễn trạng. Đây tôi cũng xin chia sẻ với trong lớp là vừa rồi tôi có một cái ca người quen thì là bị bong gân bị chân, bị bước hụt cầu thang. Thế thì bong gân chân thì đến với tôi thì là trong cái tình trạng là chân sưng nóng đỏ đau thành có người dị. Thế mà cũng rất là nguy là người ta lại phải dùng cái cao ấy. Rồi ngày xưa cái bị bong mà lại dùng cao như thế thì nó lại không tốt. Thế thì đến thì tôi có tác động như thế này. Thứ nhất rất là tác động tại chỗ đấy, là cái kim nguyên tắc một đấy. Bắt dùng cái gì đó đâu tác động tại chỗ thì là tôi chỉ có vì đã đang sưng nóng đỏ đau mà, thì tôi chỉ có là băng ép, dùng cái băng ép thế và trường đá có hai cái đấy thì cô không dám tác động bằng các cái dụng cụ vì nó sẽ có khi nó sẽ gây đau lớn hơn. Thế tiếp theo là tôi tác động vào theo tám cái nguyên tắc ấy thì là có nguyên tắc là cùng bên và cái nguyên tắc đấy thì tôi thấy là các cái kinh nghiệm của những người đi trước ấy thì cái cùng bên rất quan trọng. Nhưng mà sau này chính là sau cái ca này tôi tâm phục rồi. Thế là sẽ chữa trên cái cổ tay. Cổ tay như bây giờ người ta đau bong gân ở bong gân ở cả chân ở ngoài hay ở trong? Da mắt cá ngoài. À, chào. Họ bị bong gân ở mắt ở ngoài. Đấy, dưới chân thì là bong gân. Vâng. Thì tác động vào điểm này. Vâng. Nghĩa là mắt cá ngoài nhưng phía dưới. Vâng. Phía dưới này. Vâng. Thế và hơ thì tương đối là lâu đấy. À, hơ đúng không ạ? Chỉ vâng, chỉ có hơ thôi. Trong này chỉ có hơ thôi mà hơ. Hơ như thế là 5 phút. Thế là cứ 30 tiếng đếm một lần thì cái này giảm. Mà thực sự là tôi cũng rất là cười là lúc ấy là không có ngày. Thế và tôi phải lấy hai cái qua hương ấy. Mà tôi gặp hương thấp ấy. Hương thấp ấy. Mà tôi gặp lần 8. Thế xong rồi lấy cái... đấy chu thì vua quan thế xong rồi là hơn đấy hơn như thế thôi. Thế nhưng mà hơn 5 phút cứ 30 giây một lần dở ra mà hơn thì cũng chỉ để hơn cho người ta chịu được thôi chứ không hơn sát quá đấy mà chỉ nửa bắt cá dở xuống chứ không lên trên mà chỉ có cái tay cùng bên với chân đấy. Thế thì cũng học lớp thì tôi có tác động thêm là ở trên mắt ấy thì nó có cái gọi là chân em bé thì ở chỗ này. Thế rồi là đồ hình âm dương tôi cũng tác động ở đây là có hình chân ở đây. Đấy, hình chân ở đây. Hình cổ chân ở đây. Cổ chân mắt cá chân. Đấy. Cổ chân ở đây. Đấy. Cổ chân ở đây. Đấy, thì cả cái hình tay nhá. Đây, cổ chân đây. Cổ chân đây. Cổ chân. Đấy.
thế thì thấy vào bên tai nó đấy. Thế thì sau đó thì bấm huyệt, thì bấm huyệt thì tôi bấm bấm cái bộ tiêu viêm của vâng. Thế thì thấy bệnh nhân giảm đau rồi thì đáng nhẽ cũng giảm đau nhưng mà thôi. Thế thì rất là diệu kỳ là chỉ sau khoảng độ tiếng đồng hồ, nên các bạn nó mình không hỏi ngay. Thế sau một tiếng đồng hồ thì người ta phải đi đấy. Thế thì thấy là bỏ cái băng băng ép ra đi lại bình thường, rất là hay. Thế chính bản thân tôi cũng không được. Thế thì thấy là sau đấy thì nó cũng vẫn còn thức, vẫn còn đau. Thế thì hai năm sau thì đến chỉ có tiêu viêm không phải làm gì. Thế tôi nghĩ đúng là điều kỳ này. Chứ còn các cái khác thì nói chung là tôi bản thân tôi thì không có những tư chứa cho người nhà thì cũng thấy là nó có cái lao động là nó an thần tốt và cách và thoát ly được thuốc trước thì uống bao nhiêu thuốc mà thời gian trước thì là chỉ uống 2 viên siêu sen là đấy. Thế thì là ngủ trong vòng độ khoảng độ 3 tiếng. Thế bây giờ thử qua thế thì thử xem không dùng thuốc thế nào thì là cũng ngủ được cái chừng đấy và thấy là nó an toàn. Thế như cái nó cũng an toàn. Vậy đã đạt yêu cầu chưa? Dạ, chắc là phải tiếp tục. Cái này thì là nó chưa thành công lắm nên giờ là tôi nghĩ là nó có tác dụng, có tác dụng thật. Và thế như phòng khi ví dụ như mình có đi du lịch hay là gì đó mà không có thuốc, đến cái chỗ vùng nào đấy mà mình không thể mua thuốc được thì mình có thể tác động như thế thì là sẽ đỡ chữa nó được. Bỏ thuốc là được rồi. Cảm ơn bác. Cảm ơn tất cả mọi người.